Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã SEO 1027. Phần này chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về một chủ đề khá là thú vị liên quan đến class, đó là friendship. Thì các bạn nghe qua từ friendship, các bạn sẽ có một cái hình dung nó hơi lạ, tại sao chúng ta lại có cái mối quan hệ bạn bè ở trong cái định nghĩa của lớp. Thì tôi sẽ giải thích từ từ cho các bạn xem cái tình huống mà chúng ta gặp ha. Thì các bạn, như các bạn có thể thấy á, là thực sự là những cái thành phần ở trong lớp, đặc biệt là dữ liệu á, thì nó đã được đóng gói, bao đóng ở trong cái class rồi, đúng không nào? Nó mang cái đặc tính là encapsulations. Tuy nhiên là trong một số tình huống á, chúng ta muốn là những cái hàm bên ngoài hoặc là những cái đối tượng bên ngoài của class có thể được quyền truy xuất cái thành phần dữ liệu đó, dữ liệu riêng tư đó. Tại sao vậy? Tại vì nếu như các bạn không cho nó truy xuất á, thì có những thao tác mà các bạn không thể nào tương tác được giữa hai đối tượng. Các bạn không thể nào thực hiện một cái hành vi, một cái tác vụ nào giữa hai cái đối tượng phù hợp được. Cho nên là cái chuyện mà cho phép bên ngoài thao tác trên đối tượng là một cái chuyện có thực, nhu cầu có thực. Như vậy thì ở đây khi các bạn muốn khai báo một cái hàm trong lớp là hàm bạn á, thì lúc này các bạn sẽ sử dụng một cái từ khóa là từ khóa friend, đúng không nào? Thì một cái hàm là bạn với một cái class thì có nghĩa là gì? Là các bạn có thể từ trong cái hàm đó truy xuất những cái thành phần của class. Thì việc sử dụng hàm bạn này nó sẽ giúp cho các bạn tăng được cái performance, bởi vì lúc này các bạn sẽ không phải thông qua những cái phương thức get và set của class để các bạn truy xuất. Và đôi khi có những cái tình huống như thế này, bạn thực sự không muốn cho bên ngoài sử dụng cái phương thức get và set trên cái thành phần dữ liệu đó, nhưng mà cái tính năng của cái function mà các bạn đang thiết kế, các bạn giải thuật mà các bạn đang thiết kế lại cần phải đụng chạm tới cái thành phần dữ liệu riêng tư đó, thì lúc này là cái lúc mà các bạn phải khai báo cái hàm đó như là hàm bạn của class, được chưa nào? Thì cái khái niệm friendship này là một trong những cái khái niệm quan trọng của cái ngôn ngữ này. Thực ra thì friendship không tồn tại trong nhiều ngôn ngữ khác, nó còn tùy thuộc vào cái concept ha, nhưng mà đây là một trong những cái cách giúp cho các cái đối tượng tương tác với nhau ha, một cách riêng tư. Thì ở đây các bạn cũng sẽ để ý là không phải ngôn ngữ nào cũng có cái concept này ha. Có một số ngôn ngữ có và một số ngôn ngữ không có. Những ngôn ngữ mà như C cộng cộng hoặc là dựa trên C cộng cộng thì thường là sẽ có cái khái niệm này, được chưa nào? Rồi, đó là cái lưu ý thứ nhất. Bây giờ chúng ta lại nói tiếp về một cái vấn đề khác, đó là khai báo cụ thể thì khai báo như thế nào. Các bạn sẽ thấy ở đây trong cái ví dụ này chúng ta có một cái hàm, hàm đó tên là duplicate student, nhận vào đối số là một cái student A và nó được khai báo là friend ha, và hàm này sẽ trả về student. Như vậy các bạn lưu ý ở đây á, cái duplicate student này không phải là một cái phương thức của class. Lưu ý ha, các bạn khai báo cái dòng này có nghĩa là các bạn nói là tồn tại một cái hàm tên là duplicate student và nó là bạn của class student, được chưa nào? Như vậy hiểu đơn giản như thế này, các bạn có hàm f, được chưa, và các bạn có class s, được chưa? Rồi, cái hàm này được S khai báo là bạn thì có nghĩa là F có thể đọc những gì có trong S, có thể truy xuất những thành phần riêng tư ở trong S. Tuy nhiên, chiều ngược lại chưa chắc nha. Cái này là không có, các bạn chú ý chuyện đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại có một cái khái niệm gọi là khái niệm lớp bạn. Thì nó tương tự như cái hàm bạn mà tôi mới giới thiệu cho các bạn hồi nãy. Tức là gì? Tức là các bạn có class A, các bạn có class B,
Giả sử như trong class A của các bạn có những cái thành phần private, thí dụ integer A, vân vân ha. Ở trong class B các bạn có những thành phần private luôn. Vân vân. Bây giờ có một cái phương thức nào đó của B, thí dụ như là void of, phương thức này nhận vào một đối tượng của class A. Như vậy thì cái hàm này nè, cái phương thức này nè, khi mà các bạn nhận vào một đối tượng A của cái class A thì về quy tắc bạn sẽ không được truy xuất vào cái thành phần dữ liệu riêng tư của class A. Đúng nè. Nhưng mà nếu như trong class A bạn có khai báo như thế này: friend class B. Nếu như A nói rằng B là bạn của A thì lúc đó cái hàm của B này, hàm of của B này có thể truy xuất được thành phần dữ liệu riêng tư trong A. Được không nào? Và hiểu nôm na là như thế này. Nếu như A và B, A nói rằng B là bạn của A, như vậy thì B có quyền đọc dữ liệu từ A. Nhưng mà điều ngược lại là không có. Tại vì sao? Tại vì B không nói rằng A là bạn của B, cho nên một cái hàm nào đó trong A sẽ không được truy xuất cho B. Đúng không? Quan hệ này là quan hệ không phải hai chiều mà là một chiều. Như vậy các bạn nhớ ha. Tôi nói anh kia là bạn của tôi thì anh kia có quyền truy xuất nội dung của tôi, nhưng mà điều ngược lại không đúng. Giống như là mình có một đứa bạn, đúng không? Tao coi nó là bạn thì tao có thể cho nó mượn đồ, nhưng mà điều ngược lại chưa chắc đã đúng. Các bạn nghe cho vui thôi, nhưng mà thực ra là nó cũng na ná như vậy ha. Thì đây là hai cái khái niệm quan trọng trong trong lập trình hướng đối tượng, đó là hàm bạn và lớp bạn ha.